À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã... Nói chung là bây giờ nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần là chúng ta hoặc đồng minh của chúng ta kiểm soát được 60 khu định cư. Hiện tại thì mình đã kiểm soát được 54 rồi. À, 60 thì còn 6 khu định cư nữa thôi. Để xem là mình... Be welcome, I suppose. Now... Thật chừng là bây giờ rất là khó nhỉ. Chiến tranh nhiều quá. Thanh niên này lại ra đây kiếm mảnh đất cắm rủi ở đây à? Không nô đâu rồi. Thôi được. Kệ thằng không nô đi. Chúng ta bây giờ cứ đi giải quyết, nhưng mà hình như lượt trước mình làm hết rồi. À đây, bây giờ sẽ tấn công bọn này xem nào. Khả năng là ăn được mà. Ăn được. Ăn luôn, sợ gì. Ngu gì mà anh đánh cả hai. Chơi từng thằng một. Lắm chó và lắm quỷ đã ghê nhỉ. Cho lắm quỷ đá vết. Sương mù. Đánh đêm. Nó khá nhiều kỵ binh đấy, nhưng mà không đùa được. Mình cho tướng mình đứng đây nào. Xong ra đây con. Lâu lâu rồi anh mới lại được trận đánh đêm. Thằng dịu này cho nó cũng khá nhiều ngựa. Ừ,
linh của nó đang xông lên như một vị thần. Ô kìa, nó xông thẳng vào đội hình của mình. Còn vãi cả trưởng đấy. Xung vào không ăn được lại lùa ra. Lại bắn tên rồi. Ai già nó bắn chéo. Tấn công vào cái đội bộ binh ở bên góc bên này à? Hay già khôn phết nhở, tấn công vào đúng một đội này của mình. Pháo rồi, đã đây. Vào đây. Quẩy thực chiêu. Enemy units have been rallied. Quẩy cực phiêu. Vào ra đây, chúng nó hết quân rồi. Ôi sao bắn đạn lửa. Đạn lổ đi. Ôi mình có bị chó cắn không nhỉ? Chó cắn. Này thì toàn mình đánh xa này. Bắn vào đây. Con ngựa nó bắn mình rát quá. Chém chết đội dìu nó cho anh. Ai già. Mấy thằng quỷ đá. Chém liệt mình. Đây luôn. Kệ mấy con ngựa nó đi. Đáng kệ. Nó còn thằng tướng à. Chém vượt tình nó cho anh. Á chàng ra sói. Chém chết tướng nó không. Nào. Ném phi luôn chết luôn. Why? Riders forward! The enemy general is fallen! Đứa nó chết rồi, bọn này. Bọn này. Mày đuổi anh à? Ua, tổ pháo gần bắn. Tởm quá. Chiến thắng dứt khoát, chắc là hồi quân cũng khá khá rồi. Tưởng chết bọn này luôn. Mấy thằng Bắc Âu ấy. Đánh cho chúng nó tan nát rồi đấy. Rồi việc đâu còn đó. Không vào đây nữa này. Quân đoàn Thái tử cũng mạnh phết rồi đấy. Ready for battle.
Thôi, từ từ. Ready for orders. Đánh trận nữa đi, hai thằng này nó quay vào mình lại toi. Bình tĩnh mà. Yes. Sẽ có cách giải quyết. How can I assist you? They will join us. Succeeding is what I do best. Mọi việc đã xong xuôi, không còn vấn đề gì lớn. Rồi, vùng này thiếu 25 lương thực. I am a priestess of the old ways. Mọi chuyện là êm xuôi. Có lẽ mình cần phải một quãng thời gian nữa để ổn định mấy cái khu vực này thật. Tình hình này rất là. À, cho mấy cái thuyền xuống để định ăn cái hạm đội mình mới thành lập ở dưới kia. Ăn được hay không là vấn đề. There is a time when warriors must sheathe the sword and talk for the good of their people. Được rồi. Thêm bạn bất thủ. Lại kéo quân vào phá nhà anh nhỉ. Mày giỏi phá hoại nhỉ. Sao mình cũng chả cần chiến tranh với nó nữa. Xác định là hòa bình rồi. Ai giời ơi, mấy anh hưng ngâu anh cứ chạy lên, vẩn chạy lên, chạy xuống, chạy đi, chạy về này. Mệt quá. Bọn này nó không ưa mấy em hung nô rồi. Mấy em hung nô. Các quân đoàn chúng ta tiến xuống đây rồi. Sao mấy hạm đội, mấy quân đoàn này của chúng mày thích đánh nhau à? Ý là làm sao? Húc cho chúng nó chìm xuống luôn. Rogue gods curse ya! Destroy them! Kill them all! Húc cho nó chìm xuống luôn. Còn mấy cái tảng quân ngoài biển này không biết điều, thích làm loạn. Fleet ready. Put your backs into it. Ready for orders. Thirsty for battle. Cho nó chạy lên trên kia chắc gì, làm gì mấy cái thành trên này. Thành này toàn thành tường cấp 4 rồi. Không đánh được. Sửa lại cái thành này đã.
13.000 vãi thật. Cái này toàn thành cấp 3. Thirsty for battle. How can I help? Đồng quân vãi nhỉ. Nothing else. Quyết giữ quân đây rồi. Ready for battle. Sao làm trận nữa vậy? Không được. Này là phải chờ quân đoàn kia xuống đánh hai thằng đánh kết hợp vào đây mới đánh được cái cụm căn cứ này của nó rồi. Đông phết đấy. Mình hoàn toàn đủ lực đánh vào đây nhưng mà bây giờ thôi cứ chờ quân đoàn này xuống đã. Lần giáp đi. Lần giáp lên. Ha. Đẻ. Nó trèo lên bờ là mình toi. Không được, nhưng mà dù sao thì mình cũng cho chúng nó chết bớt đi, không là nó cứ chạy ngoài này. Quân đoàn kia của mình đứng kia thì mình có thể chiếm lại ngay lập tức, có gì khó đâu. Húc cho bọn này nó chìm xuống bớt đi là được. Dạ. Mất tội là quân ở trong thành của mình thì ít quá. Các cái loại thành ven biển này thì nó lại ít quá. Rồi, kệ đó, vào được thì ăn. Quyết tử anh em. Hạm đội chúng ta đâu rồi? Quân tiếp viện của mình đâu? Hạm đội tiếp viện mình đâu nhỉ? Có mấy thằng quân mà nó kêu chúng nó sẽ khiếp sợ. Có mình đang khiếp sợ nó thì có. Awaiting your word.
Quân tiếp viện mình đâu nhở? Không vào được à? Hạm đội kia không tấn công à? Bắn hai phát chúng. Cái này tôi chỉ huy à? Tôi không phải cho đánh nhau. Cùng bắn bắn nó cho. Enemy units have rallied and return to the battle. Quá tiếp chỗ này, thế mà nó kịp đổ bộ lên bờ rồi đúng không? Ammunition stocks restored. Trận này thì chắc là chỉ cố gắng tiêu diệt được càng nhiều quân địch càng tốt. Mà trận này cũng có thể đánh hòa được chứ. Nó trèo hết lên bờ thì thuyền của mình ngoài khơi nó làm sao chứ đánh được. Tướng nó mà dã cháy rừng. We have lost a ship claimed by the waves. Thuyền tự bỏ chạy. Ui. À mình chọn trèo lên bờ à? Hết tên. The ship has replenished its ammunition. Hết tầm bắn rồi. Artillery at your command.
men have received more ammo. Fearless warriors! Ready and able! Không mấy cái thuyền cùi này mà cũng làm loạn lên được thế nhỉ. Tên của mình có thể bắn thẳng à? Khá mạnh đấy. Được đấy. Chạy đến nơi nó cũng chết gần hết rồi. Được. Sau đi. Úi dồi, thấm phết đấy. Quá, chúng nó toàn đến dìu để cuối. Mình không ăn được rồi. Không ăn cũng được. Chết rồi, phải cho em bớ này. Tiêu mình sắp hết chịu nhiệt rồi. Our men have given up and are running for their lives. Elite archers, lay the earth with their blood. Ships and oars ready. Chơi được. Ai già đội cung của mình. Nó diệt xong game trận này của mình, nó cũng tan nát gần hết quân. Bắn luôn. Mà nó cũng đâu có thắng được đâu. Mình không chịu lên bờ làm sao nó thắng được. Ai giả không? Với anh này của mình đi à? Kinh nhở, đứng tung tên mà đứng solo đứng gì rồi. Được, đừng để thằng tướng này nó chết. Tướng chết nó mất tinh thần nhanh lắm. Vãi cả đội tung tên của mình.
hổ báo nhở. Mấy thằng cung tên nó ăn cái gì mà nó gì đấy. Đánh cái này là tốt lắm rồi. Đánh bọn dù tan nát cái này là tốt rồi. Được. Đại tướng địch đã chết chứ, ngọt thế. Tướng địch đã chết chứ. Ôi vãi, xoái ca đây rồi. Tướng chết trận à? Ok, chạy này. Nó còn đội gì này? Ô, thế mới lạ chứ kìa. Hai đội gì của nó bỏ chạy rồi. Nhau với dìu chất thế. Một đội mấy đội cung đấy mà nó phá đến cùng gần hết đội dìu nó. Thôi thế là cũng được rồi. Đánh còn 9 thằng mới bỏ chạy. Đánh như tận chiến luôn. Chỉ giết được cả tướng rồi đấy. Thôi bây giờ chỉ là tăng tốc và cho hết giờ. Hết tên lại lạp tên lên. Tên là chuyện nhỏ. Keep firing. Ammunition replenished. Rồi, bắn nhiệt tên cho anh. Vớ vẩn có khi còn giết hết được cái đám này. Nó mà cứ chạy ra gần là giết hết. Cung chúng ta bắn tầm xa hơn với đội thuyền cung bắn ít quá. Thắng được trận này chỉ đứng là vi diệu của vi diệu luôn. Làm tên cho anh. More ammunition. This ship will continue firing. Bắn đi. Đi chiến luôn thằng này. Mãi mới chết được một thằng. Lại cái bài cũ chơi lại. Trận này chúng ta sẽ hòa. Không ngờ đội cung thủ thành của mình nó lì thế. À đúng rồi, nó được cộng 9 vào tinh thần chiến đấu khi đấu với các đội quân khác.
tướng quân đã tử trận. Lưng này à? One of our ships can no longer fire. Ôi giời ơi, bắn nãy giờ mới chết được có mấy thằng. Con thuyền của mình đêm nó đốt lửa trên thuyền này, cháy thuyền chứ. Nhảy. Đốt lửa trên thuyền nguy hiểm lắm các em ơi. Úi giời. Chạy lần thôi. Kiệt sức. Tướng quân đang bị bắn lung lay. Thế vẫn chưa bỏ chạy. Ship has depleted its ammo reserves. Hay nhỉ, nó kiệt sức rồi mà nó vẫn đánh nhau được. Ammunition stocks restored. Một loạt tên chết để con thẳng. 19 thằng thì có một thằng bắn trúng rồi. Đấy, chết được 2 thằng. Rồi. Ồ, nói chung là ổn rồi. One of our ships can no longer fire. Hết đạn được à? Lao đạn tiếp. Bắn cái bọn này bằng chết thì thôi. The ship has replenished its ammunition. Thuyền cung bắn ở trên biển không bao giờ hết tên. Cái thuyền này có thể bắn cả 3 đơn vị quân này của nó. There's nothing more to fire. Thao tên bắn. Ammunition stocks restored. Chịu thương vong cao, kiệt sức đang bị bắn. Lung lay chịu thương vong cao. Tướng quân đã chết đấy rồi. Sao? Rồi sao? Tên à? Lạp tên tiếp. Mấy cái thằng du mục bây giờ nó thành du mục rồi đánh nhau với anh à? Mày chết. More ammunition. This ship will continue firing. Mày chết. Chưa bỏ chạy cơ. Lì nhỉ. Còn sáu mấy thằng chưa bỏ chạy à? Mày à? Vẫn chưa chịu bỏ chạy. Lâm nháy rồi. Chắc sắp kéo cờ rồi. One of our ships can no longer fire. Keep firing. Ammunition replenished. Sắp chạy rồi. Nhìn này biết sắp chạy. Úi dồi. Xong.
Bắn xem nào. Vương mấy cái dãy nhà này. Mày quan sát được rồi. Mày trốn. Lung lay hết rồi. Bọn điên này nó cứ chạy xuống ra xuống gió là nào? Xuống ra xuống gió là cái gì đây? Xuống gió, xuống. Trò này hay đấy. Quân nó chết sạch chẳng đâu. A ship has spent its ammunition. Quân của bạn bị áp đảo, vũ khí bị ảnh hưởng chia hai. More ammunition. This ship will continue firing. Áp đảo thì cũng làm cái gì? Hết giờ là thua nhá. Mình vẫn giữ được cái thành của mình, không mất. À mà lượt sau cái hạm đội kia của mình nó ra nó pem lốt bọn này là xong. Hay quá. Không cứ để chúng nó cắm cờ ngoài biển nữa. Dở mình hết đi cũng được. Hết giờ. Goodbye. This ship has nothing more to fire. Lại một trận chiến hỏa. Uầy, mình chết gần hết rồi. Quân nó thì cũng thế. Dẹo gần sạch. Úi giời. Tưởng thế nào? Tưởng chứ thế nào? Trận này có sự tiếp viện của hải quân của mình. Nhưng mà nó lại có thuyền pháo, mình không ăn được nó. Thôi cho nó chiếm đi, chiếm lại cho nó nhanh. Nhưng mà cho chiếm lại cho nó nhanh. Mất thời gian lắm. Lại câu giờ mệt lắm. Thank you.
Bọn này lại cho mấy thằng điệp viên lên đất của mình tính làm loạn tiếp à? Ai chả nó kéo hết quân ra đây để nó phòng thủ ở đây. Bọn này gớm thật. Đấy. Mấy thanh niên hung nô chuẩn bị kéo quân sang Trung Đông rồi. Quá cơ, cứ chạy lần vườn đất của mình. Quánh mấy thằng Trung Đông đấy. Nó còn mấy có con thuyền cùi ấy mà mãi không ăn được nó nhỉ. Đây rồi, tự dẫn xác đến rồi. Lại một tướng nữa qua đời rồi. Cộng một trung thành. Ngu đần. Phần nội các của mình bây giờ là nói chung là nội các của chúng ta bây giờ là ổn. Nhà vua xuống đến đây rồi. Cảm ơn chúng mày đã chết tại đây, đã tập trung ở đây nhá. Tình thế anh xử hết bọn ngoài khơi này chưa đã. Thế nào? Hai thuyền pháo à? Ba thuyền à? Làm trận cho nó vui nhỉ? Kệ nó chứ, cho nó tiếp viện vào. Cái thuyền đầu tiên này mình giết không phải nghĩ. Đô đốc của mình à, tướng 6 sao đấy. Sao lại sương mù? Sao lại mưa thế này? Tôi hỏng ăn rồi. Artillery ships reporting. Artillery ships ready. Vấn đề của mình là bây giờ mình không biết quân tiếp viện nó vào từ hướng nào thôi. Nhưng mà cái bọn này thì mình không ngại lắm. Bốn thằng bên này, bốn thằng bên này. Enemy reinforcements. Nó chết. Nó tiếp viện đằng sau lưng rồi. Chó chết thật. Tiếp viện kiểu này khó đỡ thật đấy. Ships, aye.
biết ngay nó tấn công thuyền tướng của mình trước. Đánh hướng nào cũng khó nhỉ. Được đấy. Rồi, chìm thuyền pháo nó trước. Rồi, tốt quá. The enemy is boarding one of our ships. Ê! Nó định làm gì? Làm loạn này. Làm loạn này. Con thuyền pháo cuối cùng. Úc chết rồi cho anh. Vẫn để lại lực lượng đủ có thể trụ bọn này. Rồi. Qua đây cho anh. Khoán. Không phải nghĩ. Bọn kia không phải sợ. Tập đi, nó phải chạy mà. Nó xong rồi. Xong. Sửa đêm rồi. Quay lại. Đây rồi. Tiến lên hướng này. Hạm đội chúng ta đâu, tấn công. Chúng mày chơi trò tiếp viện từ hai phía một đoạn anh nhỉ. Rồi. Không giết thì thôi, giết thằng nào triệt để thằng đấy cho anh. Cho anh. Thế thuyền tướng nó bắn, bọn này cứ để cho bọn này hút được rồi. Tiếp tục đây, tiếp tục đánh má bên đấy. Má bên này để cho thuyền đâm hút. Đúng rồi. Tiếp. Mày à. Mày giỏi thế kìa. Chỉ cần hai chiếc thuyền này nó lên nó chiếc tan nát hạm đội này nó luôn. Their general is dead. A lethal blow. Rồi, ok. Một chiến thắng có thể nói là không thể chê vào đâu được. Chúng ta diệt nguyên cả một team của nó luôn. Chết toàn bộ luôn mà không mất bất kỳ một đơn vị quân nào. Thương vong là quá nhỏ, chỉ có 13 người lính hy sinh. Rồi, khỏi phải đánh. Tuyệt vời. Mình cũng phải nể mình với trận hải quân này. Mình không nghĩ là mình có thể thắng một trận hải quân như thế. Rồi, chúng ta đã tiêu diệt được cả hai đạo quân của nó luôn đấy. Đương nhiên hạm đội này được đóng vào đây rồi. Xong. Thêm một thanh niên đã hy sinh. Như vậy là chúng ta đã diệt toàn bộ cái đám đó rồi. Bây giờ thì vấn đề của chúng ta là quá đơn giản.
À, đây có mỗi thằng phanh này thôi. Nhà vua ra đây. Thằng này à, cắm trại đây đi em ơi. Chỗ này không phải là mình không ăn được, mà bởi vì là chỗ này nó để nó đông quá, nó có nhiều quân quá. Bây giờ mình mà đánh nó thì hơi khó. Một phe phái nữa bị tiêu diệt. Thành này à? Nó có quân gác thành à? Có quân gác thành càng vui. Ready for orders. Ờ, mà mỗi quân ở đây đã. Hai đội lòng bè nữa này. Sửa lại cái thành này đã. Hết tiền. Thành này, ok. Nó sửa lại cái thành này đã. Thế cái thằng này mày muốn gì? Thế chết à? Khử nó luôn này, cho nó khỏi làm loạn. Moving out. Xong. Còn mấy cái thằng tàn quân đứng lẩn vẩn đất anh. Ready for orders. Quá ngọt ngào. Ships to port. For the tribe. Xong phim. Ui, 13 lượt mới có thể sửa xong cái thành này cơ. Vãi cả lúa. Thôi được bao nhiêu lượt thì bao thôi chứ mà. Như thế thì lâu quá. Chúng ta 54 tỉnh à? 6 tỉnh nữa. À, 6 vùng nữa. Thành nữa. Thấm đốc à? Phe phái Hispania tiếp theo, một phe phái đã bị hủy diệt. Thế là xong. À đấy, còn cái thằng ở ngoài biển này nữa này. Giết lốt đi cho nó xong. Mày bị phản đam à con? Mấy thằng thầy tu này của nó cũng không. À, mình phải chết lốt cái thằng này thật. Cứ để nó sống là nó đi. Thằng phanh với thằng này đánh lẫn nhau mà. Chiếm cái thành to kìa đã, xong rồi tiến quân xuống đây. Rút bớt quân à? Như vậy là thông minh đấy. Như vậy là rất thông minh.
Ai dồi ôi, mấy anh hung nô đã đốt gần xong phía bắc rồi kìa. Mấy anh hung nô này gớm quá. Kìa, còn cái một cái thành kia của thằng phương bắc kìa, đốt lốt thì xem là hay là không đốt được. Peace honestly forged between men is a worthy thing. What say you? Lại một tướng nữa, tuổi cao sức yếu à? Sao mà lắm tướng củi thế nhỉ? Không phải tuổi cao sức yếu mà do quân đoàn thằng này nó ám sát. Giết lốt cái thuyền này của nó đi nhé. Cho nó yên chuyện. Lượt sau. Bây giờ phải dành dụng tiền để sửa chữa những cái nhà mà mình vừa phát triển được. Đấy. Càng thế. Âm lương thực này. Bây giờ thì làm gì nhỉ? Tấn công vào đây à? Hay chờ quân đoàn thái tử xuống, áo nhà vua xuống nhỉ? Rồi, đợi nhà vua xuống tấn công vào khu vực này. Hết sạch tiền cơ. Thôi được, để lần sau tấn công nữa. Ready for battle. Nó chỉ tấn công được vào đây, đúng không? Full try. Được thế nào? Quân đoàn đây sao nào? Đã mua đủ quân chưa? Lần sau à? Cho nó thêm lượt nữa. Căng phết đấy, đùa đâu. Cũng cứ đi để ám sát tướng của mình. Có ăn được đâu mà cứ đòi đánh chiếm mình chứ nhỉ? Kỳ ghê. Dương Tê
À, quyết định đưa quân sang đây à? Định đánh vào thành này của mình à? Thế không giữ được ở bên kia thì sang bên này à? À, có chi khí. Chạy lẩn vẩn nhà mình này thì bao giờ mới yên được. My lord would have me propose a treaty between us. I will go further and humbly request such a thing. À thì đồng minh phòng thủ. Thằng này nó không chiến tranh với ai. Lại tướng nữa qua đời rồi. Qua đời nhiều thế. Chết hết tướng mà. Gathering supplies. Vấn đề gì đấy? Khấu trừ thuế. Thuyết phục họ. Mình dù sao mình cũng không muốn sử dụng cái giải pháp nó mang tính chất cực đoan quá. Lâu đài lãnh chúa, phủ thủ lĩnh. Bắt mình xây cái tường thành vùng nào đấy lên à? Chỉ một vệ sinh ở đây này. Mấy công trình này thôi, không phải xây nữa. À, không dám nhìn thấy nhà vua ở đây à? Chạy hết à? Let them cower before us. Khỏi khỏi. Đánh mất thời gian. Thực ra nếu quân đoàn khác thì mình cũng không dám đánh như này đâu, nhưng mà quân đoàn của nhà vua thì mình sợ. Ready for battle. Ready for battle. Bởi vì quân đoàn nhà vua rank rất cao rồi. Nó chưa thể tấn công vào đây được. Trong khi quân đoàn này thì sắp xuống tới đây rồi. Huy động quân đoàn này thả quân đoàn của thái tử đấy chứ, dạo vừa đâu. Quánh luôn một cảng này cho anh. Thế này. Ôi. Không được, không được, không được. Vụ này căng đấy. Đô đốc à? Đô đốc hết à? Quả vừa rồi mà mình đánh thì nhưng mà mình chọn phục kích thì đánh đêm thì cũng được ấy chứ nhỉ? Hai hạm đội này sẽ không tấn công mà chỉ có quân đoàn này. Thôi từ từ, mua thêm ít quân đây ạ. Cứ bình tĩnh. Nào để xem tiếp theo nó làm gì. À đây, quân đoàn này sang sang bên này sông cho anh. Mua quân xong rồi. Ây ôi, hung nô nó tiến xuống đây rồi. Không phải bàn à. Hung nô nó chuẩn bị đốt tan nát cái khu vực này. Dù sao mình cũng đang chờ công nghệ để nâng cấp nốt cái công trình cho nó xong. Dù sao cũng vẫn phải chờ. Thằng phanh nó định đổ bộ lên kia, nó tiêu diệt cái thằng đệ mới của mình. Pích này thì dẹo.
chuẩn bị dẻo. Mấy thằng này xong rồi, Hung Nô nó đến hỏi thăm rồi. Ai chà, giải quyết hết cái khu này là hoàn thành nhiệm vụ mà. Phá nhà mình. Nó cũng không còn nhiều quân đoàn nữa đâu. Bây giờ mình tập trung được cả 4 quân đoàn xuống đây thì... Ok. Mày hạ bưởi. Rút rồi. Thấy ăn không nổi, rút rồi. Mấy thằng châu Phi này thì không dám tấn công vào căn cứ của mình ở phía Nam. Vì các hạm đội của mình vẫn đang đóng ở đấy. Đây rồi. Ôi dồi ôi. Có vẻ nó nghe theo lệnh của mình đấy. Mình đang ra lệnh cho nó tiến xuống phía Nam. Nó tiến xuống Nam cũng khá nhiều. Đánh vào khu vực Hy Lạp. Many good men have died in our wars. Our people look to find turn. Ờ, không cần tiền của cậu. À. Mình chọn chạy bước dài thì mình đã lên bờ rồi đấy. Nó rất khôn bởi vì nó có hạm đội. Stop it. Rất tiếc, hạm đội của cậu không thể tấn công được. Nắm ảnh hưởng cho your orders. Xử thằng này cho anh. Cho nó khỏi. Một thằng nữa hủy diệt luôn. Xong lốt thằng này đi. Một thằng nữa chìm xuống. Xong. Một faction đã bị tiêu diệt. Một faction đã bị tiêu diệt. Pick đã bị tiêu diệt rồi. Fleet ready. Ready for orders. On the move, lads. Với cái quân đoàn và hạm đội này thì không dám đánh nhau với ai đâu. Well met. What do you wish of me? Ui. Linh mục này xịn thế nhở? Được đấy. Bỏ của chạy lấy người à? Nó bỏ của chạy lấy người à? Thuyết phục cái thằng này làm đồng minh quân sự xem nào nhỉ? Welcome, friend. Welcome. I... Tham chiến chứng lại thằng này đi.
cho nó ít tiền này. Rồi, đồng minh quân sự để chúng ta thêm được một thành nữa rồi. Là 55 này, rất tốt. Bây giờ thằng này đi chiến tranh không nô, thanh niên này come then speak come yeah. Vẫn đang cải tiến. Sao mình không thể điều động thằng Hung Nô nữa rồi? What an honor you do us. Come, speak. Đồng minh luôn chứ cần gì phải liên minh phòng thủ. Giờ này là mấy giờ rồi mà không đồng minh với anh Hung Nô? Đồng minh rồi thì mình có thể ra lệnh cho anh tấn công toàn tuyến. Suy yếu quá. Giờ này mày ở cái góc đấy thì chả dọa được ai đâu. Tấn công vào khu vực này của anh á, không ngon vậy đâu, cứ ngã. Thôi kệ, không ấy ổn rồi. Ôi, quân nó phòng thủ đông thế nhỉ? Ôi, lại còn toàn Zeal nữa. Zeal cũng đánh. Sương mù. Khô thoáng để nhìn trông đợi hình xấu ghê. Canh của nó bắn cũng không xa lắm. Vấn đề chỉ là nó có tháp canh trên tường hay không. Mình cứ cho pháo đứng ở đây thì là nếu nó có tháp canh trên tường thì lã luôn pháo nó được. Bộ binh thì từ từ đứng sau tí đi. Cái thằng này chỉ có mỗi nhiệm vụ lập test studio. Đoán không sai. Nó cũng có xe bắn đá trên tường. Đi một khẩu của anh rồi. Đi tiếp khẩu thứ hai. Không. Không cháy. Ôi ôi, thấm thế. Nó bắn vào đây mà. Vào đây đã. Nó bắn phát nào trúng phát đấy, sợ thật. Thì mấy ông tướng này vẫn cứ loay hoay mãi chưa bắn được.
chăng? Úi dồi ôi, chuẩn vãi cả lúa luôn. Tốt rồi, may quá tiện thể nó phá được một cái tháp canh ở đây. Quân nó rất là đông. Orders. Double time. Chuẩn bị nào. Trận này có thể sẽ là một trận đánh khó khăn. Quân địch khá là đông. Cháy 42%. Chết nhất là nó rất nhiều lính ném lao này. Xe con đá của mình. Ok, bạn không trúng tí nào luôn. Đây rồi. The tower has been destroyed. This bodes well. Vào đây đi. Sẵn sàng lập test đồ chịu tên trước đi. Mình vào sát luôn để có thể khi cần có thể xử luôn. Cổng thành cháy rụi rồi cả. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không bắn nữa. Vào đây. Rụi chúng nó ra đã. Bình tĩnh. Sao nó phóng phi lùm bớt. Tiến lên. Cho chúng nó lộ mặt dần á. Quay vào đây cho anh. Mấy con ngựa này. Loose boys and sitting on us.
Thấm rồi. Thấm rồi. Bọn này cứ tập trung vào đây chết chùm mà đáng. Úi dồi. Đúng rồi, cứ quăng đạn ở đây. Úi dồi. Được đấy. A unit has used all available ammunition. Hết đạn này. Vẫn còn cơ số đạn bắn tốt lắm. Chết nhiều lắm. Đấy, đạn pháo vẫn nổ. Javelin á. Căng. Điều quân từ bên kia sang này. Tan mát ở đây thì cũng chết khơ khớ luôn. Đạn pháo đủ lo luôn. Để nó lém phi lùm cho hết đi. The enemy is going for our general. Protect him. Lém chết nhựa nó thì chính. Ai ơi. Chưa có mấy anh la vã mình rồi. Mấy anh đấy này đang chưa dựng Castro và đang đánh nhau luôn. Ôi dồi ôi. Kệ nó đi. Hết đúng không? Cái ném bớt đi luôn. Sao của mình cũng phải ném. Mình đánh nào ở trên này còn nhiều lắm cơ mà. Lấy lại tinh thần. Forward!
chơi. Đông lắm nhỉ. Đông lắm. Giáo luôn kìa. Sẵn đợi ra bên lính ở bên kia. Ăn làm sao để cái lính đợi ăn. Mình ném là bắt ổn. Cái này nó bị khuất tầm nhìn nhiều. Ném không hiệu quả. Nó tập trung quân ở đâu rồi, chết rồi. Lấy lại tinh thần đi rồi xông xông thu đây. Nó chất thế nhỉ, lì lắm. Chính là nó hết mất lính còn xa rồi. Hết chưa nhỉ? Hay là nó còn tiếp tục đưa quân sang? Bên này này, hiểu lắm. Rồi, kéo hết sang đây đi. Để phòng thủ lên cho nó càng dễ. Đây này, Huskan kìa. Đúng mạnh nhất của nó đây hả? Quy định kia của chúng nó bị cháy. Sổ. Nó còn nhiều lính đánh nào ghê nhỉ? Tức là chúng ta chưa kiểm soát được hoàn toàn khu cổng để có thể cho hoàng quẻ bên trên là siêu hoàng rồi. Advance
sang bên này được cả. Rồi ra đây đi. Đây là cổng này. Bắn được một vài phát pháo. Muscat đã chết. Muscat đánh như lấy thằng gì rồi. Cổng chưa? Cho cái đứng xe vào. Test rồi ra. Nó cho đi kiếm vào. Áp sát vào luôn. Áp sát vào luôn. Úi dồi ôi. Phát đạn cuối cùng thấm thế. Giết tướng nó luôn này. Rồi hết ở đây rồi, xong ở đây đi em nhé. Sau này rồi xông vào để nó kiếm bị chém đâu thế. Rồi bọn em kiếm rồi xông vào luôn. Đấy, ra mãn vào luôn.
quyết vấn đề. Chết, bỏ chạy rồi mà chết. Mười chín nào, vẫn đấy. Ồ, nặng ghê nhỉ. Đây rồi, lùa cho anh. Longbat Swordsman rồi, giết mất mấy cái gì nữa thôi. Muscat rồi. Đội của mình rồi. Lùa luôn. Lùa luôn. Ồ, đúng là chiến đấu đến người đến cuối cùng rồi đấy. Rồi xong rồi. Truy sát nó nhanh. Mấy thằng La Mã rồi. Đuổi ngay. Xong rồi. Mình xong. Ồ, một trận đánh có thể nói là cực kỳ đẫm máu. Muscat. Ai già. Nó rất nhiều ném lao. Phải diệt hết bọn ném lao này. The enemy have rallied their units. Bọn kiếm rồi, nhanh lên. Bỏ qua đây. Sử. Ui là nó tràn vào đây thì mấy con nữa. Mình bị tháp canh nó phơi nó ác quá nhỉ. Ngựa ngựa này của mình được kích sâu quá, không kịp. Xong rồi, chạy hết rồi. Ô, chết sạch hai con ngựa. Vãi trưởng. Chạy hết chưa? Còn một con ngựa duy nhất. Đạo quân của mình chiến đấu cho nó là tuyệt vời. Chiến đấu đến người lính cuối cùng luôn. The battle is turning in our favor. Trận đã ủng hộ chúng ta rồi. Ôi kìa, có một con ngựa mà nó vào đây nó quẩy lát bọn này luôn này. Thắng chưa? Còn một con ngựa mà nó quẩy được hết cả đám này á? Rồi, kết thúc trận đánh đi. Vững vàng. Kinh nhỏ, còn một con ngựa mà vẫn vững vàng. Tự tin. Kinh nhỏ. Còn một con ngựa mà vẫn tự tin chiến đấu. Kinh thật.
À đủ, quân nó 4600 quân mà lại công thành to. Phải đánh thế nó mới sướng. Nó cũng không có quân để ăn được tiếp mình đâu. Lực lượng của nó mỏng nó mà. Để chắc cờ mình mới kéo thêm quân đoàn nữa ra đây thuộc cùng. Nó có rút thì cũng thế. Mất hai đội ngựa nhưng mà mình mua lại được. Chính xác 28%, ôi nhiều lắm. 28% là một con số lớn. Đây, không thành vấn đề. Ngựa thì không thành vấn đề. Mỏ vàng. Công trình gì đây? Cũng đẹp. My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. What wisdom do you bring? Bảo chiến tranh với thằng này mà nó cũng không chiến tranh nhỉ? Sắc sông lên đây nó quánh thằng trên này. Mình kiểm soát được toàn bộ cái vùng này rồi. Quân đoàn này ổn. Khả năng cao thì nó cũng không dám tấn công tiếp. Đây rồi. Các quân đoàn chủ lực của chúng ta tiếp tục tiến xuống đây rồi. Mấy cái thằng con ông cháu cha này là cứ phải bổ nhiệm cho nó. Bổ nhiệm mấy thằng con ông cháu cha này thì quyền lực của chúng ta mới tăng lên được. Quyền lực của chúng ta lại lên 22%. Trị an cộng 5 là rất tuyệt. Khi chúng ta đang phát triển như vậy, tăng trưởng cũng tăng nhanh. Chỉ giảm tiền thôi. Chúng ta sẽ nhanh trị an các cái vùng lãnh thổ hơn. Ây da. Dung Tê đã đàm phán hòa bình với Hung Nô. Phanh. Thằng Phanh chạy lên nhởn trên này à. Tốt rồi, thế thì thằng Hung Nô nó sẽ tập trung toàn bộ lực lượng tấn công ở đây đi. Nó chỉ còn chiến tranh ở khu vực như này thôi. Úi giời. I have called for good wine to ease your throat and ripe women also. 17 tuổi. Cho lốp Apila vào đây. Xem nào, Apila là... Đâu?
con dê của mình là Attila cơ mà. Đâu rồi? Có thấy đâu đâu nhỉ? Bổ nhiệm mấy thằng phe phái khác đứng lĩnh phát không, kiểu là chúng ta bổ nhiệm nguyên gia tộc là chúng nó lại làm phản cũng rắc rối. Được rồi, tất cả các chức vụ đều có người nắm giữ rồi. Ok đấy, mọi thứ có vẻ ổn, mọi thứ đã có vẻ ổn rồi. We come to you in strength to speak. Hiệp ước hòa bình. Our struggle will end badly and with little. Mày muốn hòa bình á? Hung lô nó đến cửa cho mày à? Chúng ta đồng minh với hung lô. Cuối cùng thì mình đã quyết định đồng minh với hung lô. Mình nghĩ là nên cho các quân đoàn vào trong thành rồi. Đứng ngoài bị chúng nó ám sát chết mất. Định phá nhà của anh à? Bây giờ là mình không đủ tiền để có thể chiếm quá nhiều thành liên tục. Mình cứ phải một lượt mình chỉ có thể chiếm được một thành hoặc một làng thôi. Để mình sửa chữa rất là mất thời gian, mất tốn kém. Không tổ sửa chữa thì nó nổi loạn. Mà cũng ta cũng cần thời gian để phục hồi, duy trì trị an cái vùng mà chúng ta vừa chiếm nữa. Attila không phải là Rome 2, chúng ta chỉ cần mất khoảng tầm 3 lượt. Attila cần rất nhiều thời gian. Rồi. Đã có một quân đoàn phát biển thành công. Có vẻ chính xác luôn. Khi mình là đồng minh của nó thì mình ra lệnh cho chúng nó rất chuẩn đấy. Kế hoạch của nó đã bắt đầu nam tiến rồi, đánh vào bán đảo Hy Lạp. Và nếu tình hình cứ như thế này thì rút quân à. My lord offers you peace. Tomorrow. À, hòa bình, ok. Xây cái ruộng kiếm tí lương thực. Vùng này màu mỡ có một thôi cả. Chúng ta bước vào cái thời kỳ đen tối rồi. Xây nhà thờ, trừ hai vệ sinh. Không ngại lắm nhỉ? Các quân đoàn của mình cũng không phải ngại lắm. Tiếp tục tiến quân xuống đây. Chưa thuyết phục được thằng này, chiến tranh thằng này. The pleasures of my household are yours to enjoy. First though, the necessary burdens of diplomacy.
không chịu với đâu. Mỗi lượt mình cũng có được hơn 9.000 đấy, nhưng mà tiêu kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đấy. Khá đông quân. Cặp trại tiếp. Thằng nào ngon sau đây? Úi dồi. Hung nô nó sẽ đánh vào đây đầu tiên. My friend, be welcome. The ancestors smile upon you. Lấy hết. Giờ này thì chúng ta nó vừa đàm phán hòa bình với thằng này thì bây giờ nó sang hết lấy hết rồi. Bây giờ thì mình muốn nó tập trung đánh vào thằng này. Wow. Ok. Ready for orders. Tấn công vào cái cảng biển này bây giờ chúng ta chưa có đủ lực lượng. Nó không thể tấn công được. Cả này đều có tường thành hết rồi. Đây rồi, Hung Nô cử quân ra đây rồi. Tất mấy thằng này đi du mục hết à? Chúng mình rủ Hung Nô kéo quân đông thế. Quyết định vây thành của mình kìa. Quyết định vây thành của mình. Nhánh cái đấy mình nhớ mình còn một cái thành nữa mà, một quân đoàn nữa mà nhỉ. Cho nó vây thành luôn. Mà công được nữa thì là cái tốt. Tấn công spy của mình. Tiến được một quân đoàn nữa ra hướng biển thì chắc là yên tâm hơn. Đây à? Ok. Xuống thôi, ăn thôi. Đúng rồi. Đó là Hung Nô là phải tiến quân. Ok. Bọn này nó vượt biển xa. Đây rồi, Attila đây rồi. Địch thân Attila cầm quân đi rồi. We have need for our armies to pass through your lands. Và cho mày đi lại quân sự. Thực ra cái từ này dịch chính xác của nó phải là cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Truyền bá tôn giáo.
Taraka là cái vùng nào? Đã có một quân đoàn ở đây à? Sẵn sàng ra đây yểm trợ quân đoàn này. Đốt thành này cho anh. Đây nữa, một quân đoàn đã chuẩn bị vượt sông. Hạn độ không dám vượt sông đâu. Cái thằng này chiến tranh hung nô nhỉ? Mình nghĩ là do not try my patience with a dull tongue, my torturer. Tăng tí điểm ngoại giao với thằng này lên. Warriors all. Thằng này là chiến tranh bên ngoài, thằng lấy ra còn ai cũng nhảy cả hung nô đã. Laying siege to their hovels. We take this settlement for the tribe. Cướp phá xong rút về. Ready for orders. Get moving. Stragglers will be left behind. Nguy hiểm lắm. Đi vào những cái mùa băng tuyết nữa. Thirsty for battle. Thành này thành cấp 4 rồi, không sợ. For orders. Is there nothing else? Rồi. Rồi. Mà nó đang vây một cái thành của mình bên này mà. Bốn tỉnh nữa, bốn thành nữa thôi. Đang vây đây à? Nó nghĩ thế nào mà lại dám vây nhỉ? Wow. Một quân đoàn đấy của mình đâu nhỉ? Đây à? Ready for battle. For the tribe. Kệ nó chứ. For the tribe. Ăn được thì ăn đi. Ready for battle. Let them cower before us. Have further orders. Không có thằng nào giữ thành. We take this settlement for the tribe. For the tribe. Besieging settlement. None will escape. Let them cower before us. Warriors all. I want hourly patrols. Call this a garrison. Ready for orders. Is that all? Bây giờ mình đánh đồng loạt vào hai cái thành này của nó là nó sẽ đi văn điển luôn. Tướng à, đồng quân thế. Cái đảo tiền tiêu có khác, nó giữ chặt thật. Bây giờ mình chiếm này, một hai thành, mình cần chiếm mấy thành nữa nhỉ? Bốn thành à? Một, hai, ba, bốn. Ok. Để đề nghị thằng này nó tham chiến cùng phát ra nào. Chảnh ghê. My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. What wisdom do you bring? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình.
Nếu các bạn muốn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Bây giờ...